Vào ngày thứ ba có một tiệc cưới tại thành Cana trong miền Galilee. Mẹ của Đức Chúa Giêsu có mặt tại đó. Đức Chúa Giêsu và các môn đồ Ngài cũng được mời dự tiệc. Khi rượu đã cạn, mẹ của Đức Chúa Giêsu nói với Ngài: người ta không còn rượu nữa. Đức Chúa Giêsu trả lời: thưa bà, việc này có liên can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Mẹ Ngài nói với những người phục vụ rằng: người bảo gì thì hãy làm y như vậy. Tại đó có 6 cái chum bằng đá dùng vào việc tẩy sạch theo lễ nghi Do Thái. Mỗi cái chứa được 2-3 thùng nước. Đức Chúa Giêsu bảo họ: hãy đổ nước đầy những chum này. Họ đổ đầy tới miệng. Rồi Ngài lại bảo: bây giờ hãy múc ra, đem đến cho người quản tiệc. Vậy họ đem đến cho người ấy. Khi người quản tiệc nếm nước đã biến thành rượu, nhưng không biết rượu đến từ đâu. Còn những người phục vụ đã múc nước thì biết. Ông gọi chàng rể và nói: mọi người đều đãi rượu ngon trước, và khi người ta uống nhiều rồi mới đãi rượu kém hơn. Nhưng anh thì giữ rượu ngon cho đến bây giờ. Đây là dấu lạ thứ nhất Đức Chúa Giêsu đã làm tại thành Cana trong miền Galilee và bày tỏ vinh quang Ngài, nên các môn đồ tin Ngài. Sau đó Ngài cùng với mẹ, các em và các môn đồ đi xuống thành Capernaum và ở lại đó ít ngày. Lễ vượt qua của dân Do Thái gần đến, Đức Chúa Giêsu đi lên thành Jerusalem. Ngài thấy trong đền thờ có những kẻ bán bò, chiên, bồ câu và những người đổi tiền đang ngồi. Ngài bệnh một cái roi bằng dây, đuổi tất cả ra khỏi đền thờ, luôn cả chiên, bò, đổ tiền của người đổi tiền và lật bàn của họ. Ngài bảo những người bán bồ câu rằng: hãy dẹp bỏ những thứ này khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành nhà buôn bán. Các môn đồ Ngài nhớ lại lời đã chép: lòng nhiệt thành về nhà Chúa thiêu đốt tôi. Người Do Thái hỏi Ngài: thầy có dấu lạ nào để chứng tỏ cho chúng tôi thấy thầy có quyền làm điều này? Đức Chúa Giêsu đáp: hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Do Thái lại nói: người ta sẽ dựng đền thờ này mất 46 năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong 3 ngày sau. Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể Ngài. Vì vậy, khi Ngài từ cõi chết sống lại, các môn đồ nhớ Ngài đã nói điều này, thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Giêsu đã nói. Đang lúc Đức Chúa Giêsu ở tại thành Jerusalem trong dịp lễ vượt qua, nhiều người thấy các dấu lạ Ngài làm thì tin danh Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu không phó thác mình cho họ, vì Ngài biết rõ mọi người. Ngài không cần ai làm chứng về người nào cả, vì chính Ngài biết rõ mọi điều trong lòng người.